Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gây sức ép để châu Âu loại bỏ chỉ trích viêm phổi Vũ Hán. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời 4 nguồn tin và tài liệu ngoại giao cho biết Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn Liên minh châu Âu công bố báo cáo nói rằng Bắc Kinh đã lan truyền thông tin sai lệch về sự bùng phát của virus corona chủng mới. Báo cáo cuối cùng đã được công bố vào ngày 24 tháng 4 và một số chỉ trích liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã được sắp xếp lại hoặc bỏ ra khỏi bản báo cáo này. Đây là hình ảnh Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu-Trung Quốc thường niên được tổ chức vào tháng 4 năm 2019. Bốn nguồn tin ngoại giao nói với hãng Reuters rằng ban đầu báo cáo trên dự kiến công bố vào ngày 21 tháng 4, nhưng đã bị hoãn lại sau khi các quan chức Trung Quốc biết về báo cáo thông qua thông tin phát hiện trên tờ báo Politico. Sau đó, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã liên hệ với quan chức châu Âu tại Bắc Kinh trong cùng ngày. Nội dung của việc liên lạc này là nếu báo cáo đúng như những gì được mô tả và được công bố ngày hôm nay thì rất tệ cho quan hệ hợp tác giữa các bên, theo một thư tín ngoại giao được Reuters nhìn thấy. Thư tín trích lời một quan chức cấp cao của Trung Quốc tên là Dương Tiểu Quang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc công bố báo cáo sẽ khiến Bắc Kinh rất tức giận, đồng thời cáo buộc các quan chức châu Âu đang cố làm hài lòng ai đó mà các nhà ngoại giao châu Âu nghĩ rằng Bắc Kinh muốn ám chỉ Washington. Và kết quả là báo cáo đã bị hoãn lại như một điều tất yếu, theo bốn nguồn tin của hãng Reuters cho biết. Ngoài ra, Reuters cũng cho biết bản báo cáo nội bộ ban đầu với bản cuối cùng được công bố có rất nhiều điểm khác biệt. Đây là hình ảnh chụp màn hình bản tóm tắt báo cáo công bố vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 đăng trên trang của eurodisinfo.eu của châu Âu. Các bản thảo trước đó nêu rõ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm che giấu thông tin về nguồn gốc của virus corona, mà một trong những cách mà là thông tin rằng Hoa Kỳ đã lan truyền bệnh này ra toàn thế giới. Nó cũng nói về việc Trung Quốc chỉ trích Pháp và các thông tin giả về chính cách Pháp như thế nào. Nga cũng được nhắc đến trong báo cáo về tin giả này. Và cụ thể trên trang đầu tiên của báo cáo, nội dung được chia sẻ với các chính phủ châu Âu vào ngày 20 tháng 4, Bộ phận Chính sách Đối ngoại của châu Âu cho biết như sau. Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thông tin sai lệch toàn cầu để chuyển hướng việc đổ lỗi cho sự bùng phát của đại dịch và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế. Và bảng tóm tắt báo cáo công bố vào ngày 24 tháng 4 đăng trên trang eurodisinfo.eu của châu Âu ghi nhận như sau. Bằng chứng quan trọng về các hoạt động bí mật của Trung Quốc trên mạng xã hội, nhưng phần tài liệu tham khảo bị nhét trong 6 đoạn cuối cùng của bản tóm tắt. Cũng trong bản tóm tắt này, chính quyền Trung Quốc không còn gọi là đích danh mà thay đổi bằng cụm từ các nguồn do một số chính quyền hỗ trợ, trong đó có Nga và ít nghiêm trọng hơn là Trung Quốc. Phần báo cáo trên là bản cập nhật mới nhất được thực hiện bởi nhóm chống thông tin giả thuộc đơn vị ngoại giao của châu Âu, cơ quan hành động đối ngoại châu Âu, viết tắt là EEAS. Nhóm này ban đầu được thành lập để giám sát Nga, nhưng được mở rộng để làm việc tương tự đối với Trung Quốc từ năm ngoái. Và gần đây, nhóm này cũng hỗ trợ cuộc chiến chống chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc về công tác hỗ trợ trang thiết bị y tế cho những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì dịch viêm phổi Vũ Hán như Tây Ban Nha và Ý chẳng hạn. Đây là hình ảnh chụp đoạn nói về Trung Quốc trong báo cáo công bố hôm 1 tháng 4 của Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, viết tắt là EEAS. Bruxelles đã phản ứng bằng việc chỉ ra rằng Pháp và Đức gộp lại cung cấp nhiều khẩu trang cho Ý hơn so với Trung Quốc. Trong bản cập nhật gần đây nhất được công bố vào hôm 1 tháng 4, nhóm chống tin giả của châu Âu khẳng định quan chức chính quyền và truyền thông Trung Quốc đã thúc đẩy những giả thiết chưa được chứng minh về nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Và nhóm của châu Âu này cũng đã bác tin cho họ biết rằng là chùn bước với sức ép của Bắc Kinh. Người phát ngôn của cơ quan đối ngoại của Ủy ban châu Âu, Vicky Batu, tuyên bố như sau. Chúng tôi chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ sức ép ngoại giao nào đến từ nước ngoài. Trong khi đó, một phát ngôn viên của châu Âu chỉ nói lấp lửng như sau. Chúng tôi không bao giờ bình luận về nội dung hay nội dung bị cáo buộc của các liên lạc ngoại giao, nội bộ và các liên lạc đối với các đối tác của chúng tôi từ những quốc gia khác. Một quan chức của châu Âu khác nói với Reuters rằng báo cáo đã được công bố như thường lệ và phủ nhận đã có xáo trộn trong báo cáo. Tuy nhiên cũng có những thông tin cho rằng nhiều quan chức châu Âu đã tỏ ra bất bình với việc này và ít nhất một chuyên gia phân tích đã viết thư cho cấp trên nói rằng họ đang
tự kiểm duyệt để chiều lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc tại châu Âu vẫn chưa bình luận gì về thông tin này, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa trả lời các câu hỏi về việc báo cáo đã bị thay đổi của hãng Reuters đưa ra như thế nào. Tuy nhiên, trong một chương trình trực tuyến với Tổ chức Tư vấn Chính sách và những người bạn của châu Âu, Đại sứ Trung Quốc ở châu Âu Shang Ming đã nói như sau: thông tin sai lệch là kẻ thù của tất cả chúng ta và chúng cùng ta cùng nhau đối phó với nó. Và thông tin sai lệch về dịch viêm phổi Vũ Hán đang trở thành một vấn đề nóng giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới chức hai bên đã cáo buộc nhau che giấu thông tin về đại dịch. Mâu thuẫn đó đôi khi khiến cả châu Âu ở giữa cũng bị kẹt lại. Đây là hình ảnh biểu đồ của các đối tác thương mại của châu Âu, trong đó có Trung Quốc và Mỹ luôn chiếm giữ ở hai vị trí quan trọng hàng đầu. Với hơn 1 tỷ euro thương mại song phương hàng ngày, châu Âu là một đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng hóa và dịch vụ của châu Âu. Hãng tin Reuters cho rằng hành động này của Brussels là đang cố gắng để không làm quá căng thẳng mối quan hệ quốc tế vốn đã bị xáo trộn vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Một nguồn tin khách quan khác thì lại cho rằng các nhà ngoại giao châu Âu lo rằng phần báo cáo này có thể làm căng thẳng quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc, khiến việc tiếp nhận thiết bị y tế chống dịch viêm phổi Vũ Hán trở nên khó khăn hơn. Còn tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì nhìn nhận loạt sự kiện này thể hiện rõ nỗi lo của Trung Quốc về sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế đối với công tác đối phó với đại dịch của họ, song cũng cho thấy khả năng Bắc Kinh trong việc gây sức ép lên các chính phủ nước ngoài, kể cả những tổ chức chính trị quyền lực như châu Âu, vì họ là nhà xuất khẩu chính các sản phẩm chiến lược. Và trong một diễn biến khác thì chúng ta cũng thấy Trung Quốc đang cho là có kế hoạch thực hiện cam kết thương mại với Mỹ được ký kết vào hồi tháng 1 vừa qua. Đây là hình ảnh Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay sau khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở Washington vào ngày 15 tháng 1 năm 2020. Dẫn ba nguồn tin biết về kế hoạch của chính phủ, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị mua hơn 30 triệu tấn nông sản cho kho dự trữ quốc gia nhằm đề phòng gián đoạn chuỗi cung ứng do ảnh hưởng từ dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây cũng là động thái Trung Quốc làm để thực hiện cam kết với Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc dự kiến mua 10 triệu tấn đậu nành, 20 triệu tấn ngô và 1 triệu tấn bông cho kho dự trữ quốc gia. Trung Quốc sẽ nhập phần lớn các loại nông sản này từ Mỹ để thực hiện cam kết theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký vào hồi tháng 1 với Washington. Và Trung Quốc cũng mua thêm 1 triệu tấn đường, 2 triệu tấn dầu đậu nành cho kho dự trữ, song không rõ sẽ nhập từ nước nào. Thông điệp chính từ Bắc Kinh là muốn đảm bảo cuộc sống của người dân, đây là khoảng thời gian thích hợp để tăng cường kho dự trữ quốc gia, đặc biệt là khi các giá mặt hàng đang thấp. Một nguồn tin giấu tên và danh tính cho tiết lộ như vậy. Giá đậu nành và ngô của Trung Quốc hiện nay cao gấp đôi giá những mặt hàng này ở Mỹ. Tuy nhiên, các nguồn tin trên cho biết không rõ thời điểm nào diễn ra hoạt động thương mại trên vì còn phụ thuộc vào biến động của thị trường. Và nhiều chuyên gia cũng đánh giá đây được coi là một việc như thả con săn sắt bắt con cá rô của Trung Quốc, vì việc mua nông sản của Mỹ để tăng cường kho dự trữ quốc gia giữa dịch viêm phổi Vũ Hán dự kiến sẽ đem về thắng lợi gấp 3 lần cho Trung Quốc. Đây là hình ảnh người nông dân thu hoạch ngô tại trang trại Hodgkin ở bang Indiana ở Mỹ. Cùng một lúc Trung Quốc giành thắng lợi gấp 3. Thứ nhất là các mặt hàng dự trữ có thể được giải phóng trong trường hợp cần giữ giá. Thứ hai, điều này giúp Bắc Kinh thực hiện thỏa thuận thương mại với Washington. Và thứ ba là giá mua vào hiện nay rất có lợi cho Trung Quốc vì rất thấp. Các biện pháp phong tỏa và hạn chế di chuyển nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã khiến các nền kinh tế trì trệ và đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có nông nghiệp. Dịch bệnh đã làm cho ngành nông nghiệp và thực phẩm của Mỹ chịu tác động lớn. Người nông dân gặp khó khăn trong việc tìm công nhân thời vụ để thu hoạch. Bên cạnh đó, thay đổi thói quen ăn uống của người tiêu dùng khi ngày càng nhiều người dân ở Mỹ ăn ở nhà, còn các trường học, nhà hàng thì đóng cửa đã buộc giá cây trồng và vật nuôi giảm xuống. Và những dẫn chứng trên một lần nữa chỉ ra rằng Trung Quốc sẵn sàng gây sức ép với các bên liên quan để che giấu sự thật về việc nước này loan tin đồn thất thiệt và lợi dụng đại dịch viêm phổi Vũ Hán để thu lợi cho bản thân mình. Và thế giới luôn cần cảnh giác với Trung Quốc, bất kể một hành động nào tốt hơn mức bình thường của nước này cũng là một phục vụ cho những lợi ích của chính quyền cộng sản để duy trì chế độ độc tài và tiếp tục thao túng các nước, mà trong đó có cả Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 2020, với bản tin
Trung Quốc gây sức ép để châu Âu loại bỏ chỉ trích viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.